đồng hồ của Nhật nha. Hôm nay thì em có dạy con đồng hồ này kiểu dáng cũng rất là độc lạ nha anh chị em. Đó. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu kích thước của nó đi ha. Là cái này là cái chiều ngang nó là 45 nha. Đây là. Mà cái này nó đặc biệt là cái này là nó hình cầu. Đó, kiểu như quả cầu vậy đó. Nó nhô ra nha, anh chị em thấy không? Đó. Nó lồng cái mặt nha. Đây là mấy cái nó nhô ra như cái quả cầu vậy đó. À, kiểu như, như cái đĩa bay vậy đó, rất là độc nha. À, con này nhìn rất là lạ mắt. Đó. Thì xin nhắc lại là cái chiều ngang và chiều cao là 45. Đó. Hình hình bát giác ha. Đây là những cái cạnh đây là hình bát giác, hình thức là còn tương đối mới nha. Đây. Đó. Đây là cái vết bụi ở trong nha anh chị em. Nó có những cái vết xước nhỏ nhỏ đây nè. Ngay góc cạnh đây nè. Đó, không ảnh hưởng gì, cái màu sơn thì còn nguyên si rất là đẹp. Đó, tuy là hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà rất là đẹp nha. Đó, thì xin quay từ xa cho anh xem. Đây. Thì tiếp theo thì xin giới thiệu bên trong nữa ha. Anh em thấy bên trong nữa. Đó, bên trong đó cái nền nó có những cái đá kiểu như là cái nền chấm chấm đi ti như là cái đá cẩm thạch của mình nha anh chị em. Đó, cái nhựa nó sơn trong đó. Đó, anh chị em thấy không? Cái này là kiểu như là trên bầu trời có sao vậy đó nha. Đó. Không phải là cái thiết kế nó vậy đó nha. Như mà nhìn là như là cái nền đá cẩm thạch vậy đó. Này. Thì cái mặt đồng hồ tiếp theo là mặt đồng hồ anh chị em thấy không? Hồ nó thiết kế kiểu như là cái chữ số của La Mã nha. Thì mình nhìn kỹ là số 12 nè, số 3 nè. 6 nè. Số 9 nè ha. Đó, con này là 10 nè. Cái này nhìn nó anh chị em để ý mới thấy em nhìn ra nha. Nhìn nó kiểu đồng hồ rất là độc lạ. Đó, anh chị em nhìn vô tỉnh thôi cái hoa văn thôi. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ nữa là cái số. Đó. Đây nó có những cái chỉ số La Mã đây nữa ha. Đó. Thì tiếp theo thì con này đặc biệt nó có là phiên bản này là phiên bản bên Nhật gọi là Karakuri đó, tức là con gối. À, bên Nhật đó, họ nổi tiếng nhất là những cái sản xuất những cái con gối nha. Con gối rất là có hồn như thật luôn. Anh chị em thấy không? Như là hai thiên thần thổi sáo và thổi kèn nha. Đó, có hai đôi cánh. Đó, đây. Đó. Thì cái này em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể từng cái chi tiết kiểu như là cái ngôn ngữ thiết kế của sản phẩm anh chị em tham khảo nha. À, này. Đó, anh nhìn thấy không? Cái này như là cái quả cầu nó lồi ra rất là đẹp, anh chị thấy rất là độc lạ ha. Con này kích thước treo lên tường nhìn rất là to nha anh chị em. Đó, so với những cái đồng hồ treo tường là con này là kích thước nó to khủng luôn đó, rất là to. Anh chị em nhìn ở đây nó trong suốt, kiểu như trong suốt như là cái lớp mặt phẳng ha, nhưng mà nhìn ở ngoài nó sẽ là cái hình cầu. Đó, con này cái giá trị sưu tầm cũng rất là cao nha. Đây có con quay nữa nè, con lắc đây nè ha. À, ngày con này cũng điểm nhạc tối giờ có cảm biến ánh sáng luôn. À, thì tiếp theo thì em xin giới thiệu cái cảm biến điểm nhạc của nó ha. Con này như là có 6 bài hát. Con này cũng sản xuất cũng lâu đời rồi. À, à, khi đến giờ thì hai cái thiên thần nó sẽ hỏi còi, à, con này lắc đầu, con này quay qua quay lại ha. Đôi cánh. Thì con này xin thông tin nha, là con này thì cái đôi cánh nó còn hoạt động nha, còn bên đây là do nó gãy cái chốt ở trong rồi đó, chốt mũ ở trong cái cánh này. Nó đụng với cái cơ nó sẽ không hoạt động được cái cánh. Anh chị em mua về có thể chế là được, không sao không sao. Em bán thì em cũng không có thời gian em làm lại. Nè, còn mấy để vậy luôn cũng không được, cũng không sao chứ. Nè, thấy không? Nó vẫn lắc bình thường, tức là cái cơ nó vẫn hoạt động bình thường. Anh chị em thấy không? Do nó gãy cái chốt mũ ở trong thôi. Anh chị em về có thể coi thì nghiên cứu chế lại. Rất là có hồn nha. Đây xin quay cái góc này nè. Đó thì cái đôi cánh nó cũng có cái hình dạng như là titan, cái màu phản chiếu 7 màu rất là đẹp nha anh chị em. Nhìn rất là dễ thương. Karakuri, đó, bên Nhật họ gọi là Karakuri, tức là con gói đó. Nó thì xin nhắc lại kích thước là ngang 45, sử dụng là hai pin đại nha.
điểm nhạc báo giờ có chức năng là cảm biến ánh sáng luôn. Đó, xin giới thiệu anh chị em con đồng hồ của Rightum để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào anh chị em.